Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Tố Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Tố Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Tố Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Tố Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Tố Vlog Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 19 trang 1 Chính tả Bài tập số 1 Chọn chữ viết đúng chính tả trong hoặc đơn điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau. Rồi ở đây chúng ta có những từ trong ngoặc đơn. Sinh, sinh, biết, biết, sáng, sáng, tiệc, tuyệt, xứng, xứng. Rồi ở đây các em có thể bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi thích nhép. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Và các em đừng quên comment ở bên dưới video nè em đúng hay là em sai cho thầy giáo biết nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 là như sau. Con người là sinh vật kỳ diệu nhất trên trái đất. Họ biết họ biết trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa khám phá những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chinh phục đại dương, chinh phục khoảng không gian vũ trụ bao la. Họ còn biết làm thơ, vẽ tranh, sáng sáng tác âm nhạc, tạo ra những công trình kiến trúc tuyệt mỹ, vân vân. Họ đã làm cho trái đất trở lên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Con người xứng đáng được gọi là hoa của đất. Rồi tiếp theo em sang bài tập số 2, điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống. Câu E. Từ viết đúng chính tả, mẫu là sáng sủa. Rồi ngoài từ sáng sủa ra chúng ta còn có những từ viết đúng chính tả như là sản sinh sinh động từ viết sai chính tả mẫu là sắp xếp rồi ngoài ra chúng ta còn có những từ sai chính tả như là tinh xảo bổ sung tiếp theo các em sang câu b từ viết đúng chính tả mẫu là thời tiết rồi ngoài thời tiết ra chúng ta còn có những từ viết đúng chính tả như là công việc này, chiết cành này, từ viết sai chính tả là thân thiết, thân thiết, nhiệt tình, mãi miết, rồi nhiệt tình chứ không phải là nhiệt tình, mãi miết chứ không phải là mãi miết. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành phố Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.